Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Con trai của Isaka là Thola, Phua, Yashub và Shimron, 4 người. Con trai của Thola là Uzi, Rephaya, Yeriel, Yakmai, Yipsam và Samuel, đều là trưởng trong tông tộc Thola và làm người anh hùng, mạnh dạn trong dòng dõi họ. Về đời David, số con cháu họ được 22.600 người. Con trai của Uzi là Yitrahia. Con trai của Yitrahia là Mikael, Obadiah, Yoel và Yishia. Cả cha con 5 người đều là trưởng tộc. Với họ có những đạo binh sẵn ra trận, cứ theo tông tộc và thế hệ của chúng. Số được 36.000 quân, bởi vì chúng có nhiều vợ và nhiều con. Lại anh em chúng trong dòng Isaka là những người anh hùng, mạnh dạn theo gia phổ, số được 87.000 tên. Con trai của Benjamin là Bela, Beke và Yediaen, 3 người. Con trai của Bela là Ekbon, Uzi, Uzien, Yerimot và Iri, 5 người. Thấy đều là trưởng tộc, người mạnh dạn, số con cháu họ theo gia phổ được 22.034 người. Con trai của Beke là Semira, Yoach, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot và Alemet. Những kẻ ấy là con trai Beke. Họ đều là trưởng tộc và người mạnh dạn. Số con cháu họ theo gia phổ của chúng được 2.200 người. Con trai của Yediaen là Binhan. Con trai của Binhan là Yeúc, Benjamin, Ehud, Kenana, Sethan, Tareshi và Ahishaha. Những kẻ này là con trai của Yediaen đều là trưởng tộc, vốn người mạnh dạn. Trong con cháu chúng kẻ được ra trận số là 17.200 người. Lại có Subbim và Hobbim, con trai của Ir, Hushim con trai của Ahe. Con trai của Nephtali là Yashien, Guni, Yese và Salum, đều là con của bà Bila. Con trai của Manashe là Adrien, mà hầu Aram của người sanh. Nàng cũng sanh Maki là tổ phụ của Galaad. Maki cưới em gái của Hobbim và Subbim, tên là Maaka mà làm vợ. Tên của con thứ là Selophat. Selophat sanh ra mấy con gái. Maaka, vợ của Maki, sanh được một đứa con trai đặt tên là Phê-rết. Tên của người em là Sê-rết. Sê-rết sanh ra U-lam và Ra-kem. Con trai của U-lam là Bê-đan. Ấy là con trai của Gala-át, cháu của Maki, chắc của Manashe. Em gái của Gala-át là Ha-mô-lê-kết, sanh Y-sốt, Abi-e-se và Mác-la. Con trai của Shemida là Ahi-an, Shekem, Li-khi và Ani-am. Con trai của Ephraim là Sutela. Con trai của Sutela là Bere. Con trai của Bere là Tahat. Con trai của Tahat là Eleada. Con trai của Eleada là Tahat. Con trai của Tahat là Sabat. Con trai của Sabat là Sutela, Ese và Eleat. Chúng nó bị người đất Gác giết vì có xuống Gác đặng cướp súc vật của họ. Ephraim, cha chúng nó, để tang lâu ngày và anh em người đều tới an ủi người. Đoạn, người ăn ở cùng vợ mình, nàng có thai, sanh được một đứa trai đặt tên là Beria vì nhà người đã bị tai họa. Con gái người là Sheera. Nàng xây Bết Horon trên và dưới cùng Usen Sheera. Lại người sanh Repha. Repha sanh Resep và Tela. Tela sanh Tahan. Tahan sanh Laedan. Laedan sanh Amihud. Amihud sanh Elishama. Elishama sanh Nun và Nun sanh Josue. Sản nghiệp và nơi ở của chúng là Bê-tên và các hương thôn nó, về phía đông là Na-a-rang và về phía tây là Gê-xe
với các hương thôn nó, lại có Shechem và các hương thôn nó, cho đến Gaza và các hương thôn nó. Gần bờ cõi chi phái Manasseh có Bethshean và các hương thôn nó, Tanak và các hương thôn nó, Megiddo và các hương thôn nó, Dorơ và các hương thôn nó. Con cháu Joseph, con trai Israel, đều ở tại những chỗ ấy. Con trai của Asher là Yimna, Yitva, Yitvi, Beria, và Sera là em gái chúng nó. Con trai của Beria là Hebe và Malkiel. Malkiel là tổ phụ của Biết-Savit. Hebe sanh Japhelet, Shome, Hotham, và Shua là em gái của chúng nó. Con trai của Japhelet là Phasak, Bimhan và Avak. Đó là những con trai của Japhelet. Con trai của Sheme là Ahi, Rohega, Huba và Aram. Con trai của Helem, anh em Sheme, là Sofa, Yimna, Shelet và Aman. Con trai của Sofa là Shua, Hạc Nephe, Shuan, Beri, Yimra, Betshe, Hốt, Shama, Shinsha, Yitran và Beera. Con trai của Yethe là Yefune, Phitba và Ara. Con trai của Ula là Ara, Haniel và Risia. Những kẻ ấy đều là con cháu của Ashe, làm trưởng tộc, vốn là tinh binh và mạnh dạn, đứng đầu các quan tướng. Các người trong chúng hay chinh chiến, theo gia phổ, số được 26,000 tên. Chương 8. Binyamin sanh Bela, con trưởng nam. Thứ nhì là Ách-bên, thứ ba là Ạc-ra, thứ tư là Nô-ha, và thứ năm là Ra-pha. Con trai của Bela là Ác-đa, Gera, Abi-hút, Abi-shua, Na-a-man, A-hoa, Gera, Sê-phu-phan và Hu-ram. Đây là các con trai của Ê-hút. Những người ấy đều làm trưởng tộc của dân Gê-ba. Dân ấy bị bắt làm phu tù dẫn đến đất Manahat. Na-a-man, Ahiya và Gera đều bị bắt làm phu tù, và người sanh ra Usa và Ahihud. Saharaim sanh con ở trong xứ Moab sau khi để Hushim và Bara, hai vợ người. Bởi Hode vợ người thì sanh được Yobab, Sibia, Mesa, Mancam, Yeut, Sokia và Mitma. Những người này là con trai của người và đều làm trưởng tộc. Bởi bà Hushim, người sanh Abitub và Enbaan. Con trai của Enbaan là Ebe, Miseam và Shemet. Người ấy xây thành Ono và Lót với các hương thôn nó. Lại sanh Beria và Shema, hai người làm trưởng tộc của dân cư Ayalon và đã đuổi dân thành Gác. Con trai của Beria là Ahio, Shashak, Yeremot, Sebadia, Arak, Ede, Mikaen, Yitpha và Yoha. Con trai của Enbaan là Sebadia, Mesulam, Hiki, Hebe, Gitmerai, Gitlia và Yobab. Con trai của Shimei là Yakim, Siegri, Sabdi, Elienai, Siletai, Elien, Adaya, Beraya và Shimrak. Con trai của Sa-sát là Gitban, Ebe, Elien, Abdon, Siegri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Gipdeya và Phenuen. Con trai của Jeroham là Samserai, Sheharia, Atalia, Yareshia, Elia và Siegri. Những kẻ ấy làm trưởng tộc, đứng đầu trong dòng dõi của họ và ở tại thành Jerusalem. Tổ phụ của Gabaon ở tại Gabaon, tên vợ người là Maaka. Con trưởng nam người là Abdon. Lại có sanh Surơ, Kích, Ba-anh, Nadab, Gedo, Ahio và Seke. Mít-lô sanh Shimea. Chúng cũng đồng ở cùng anh em mình tại Jerusalem đối mặt nhau. Nê-rơ sanh Kích, Kích sanh Sao-lơ.
Saul-lơ, sanh Jonathan, Malki-shua, Abinadab và Ết-ba-anh. Con trai của Jonathan là Meri-ba-anh. Meri-ba-anh sanh Mika. Con trai của Mika là Phi-thôn, Melek, Tarea và A-cha. A-cha sanh Jeho-ada. Jeho-ada sanh Alemet, Ác-ma-vết và Simri. Simri sanh Mộc-sa. Mộc-sa sanh Binea. Con trai của Binea là Rapha. Rapha sanh Eleasa. Eleasa sanh Asen. Asen có 6 con trai, tên là Ariham, Bokru, Ismael, Shearia, Obadia và Hanan. Hết thảy những người ấy đều là con trai của Asen. Con trai Eshet, anh em của Asen là Ulam, con trưởng nam, Jeúc thứ nhì và thứ ba là Eliphelet. Con trai của Ulam đều là anh hùng, mạnh dạn, có tài bắn giỏi. Chúng có con và cháu rất đông, số là 150 người. Hết thảy người này đều là con cháu của Benjamin. Chương 9. Ấy vậy, cả dân Israel được biên vào sổ theo các gia phổ. Kìa, đã ghi chép vào sách ký lược của các vua Israel. Dân Juda, tại tội lỗi họ, bị bắt đem qua nước Babylon. Sau khi từ Babylon trở về, các người ở đầu tiên trong địa nghiệp và trong các thành ấp của chúng là người Israel, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Nethinim. Ở tại thành Jerusalem có người Juda, người Benjamin, người Ephraim và người Manasse. Về dòng Phê-rết là con của Juda có U-thai, con trai của Amihud. Amihud con trai của Omri. Omri con trai của Imri và Imri con trai của Bani. Bởi người Siloni có Asaya con trưởng nam và các con trai của người. Bởi con cháu Serach có Jeuen và anh em người là 690 người. Về dòng Benjamin có Salu con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Hodavia. Hodavia con trai của Asenua. Lại có Gibneya con trai của Jeroham. Ela con trai của Uzi. Uzi là con trai của Mikeri và Mesulam con trai của Shephatia. Shephatia là con trai của Reuen. Reuen con trai của Gibneya và anh em chúng kể theo thế hệ thì được 956 người. Những người ấy đều làm trưởng tộc. Trong những thầy tế lễ có Jedaya, Jehoyarib, Yakin và Asaria con trai của Hinkia. Hinkia con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Sadoc. Sadoc con trai của Merayot. Merayot con trai của Ahitub là kẻ cai quản đền của Đức Chúa Trời. Lại có Adaya con trai của Jeroham. Jeroham con trai của Phasua. Phasua con trai của Malkiya. Malkiya con trai của Maesai. Maesai con trai của Adien. Adien con trai của Yasera. Yasera con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Meshilemit. Meshilemit con trai của Ime và anh em của chúng, số là 1760 người, đều làm trưởng tộc, có tài hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời. Trong người Lê-vi có Shemaya con trai của Hasub, cháu của Ariham, chắc của Hasabia, thảy đều thuộc về dòng Merari. Lại có Bác Ba Cát, Here, Gala, Mathania, đều là con trai của Mika, cháu của Siết-ri, chắc của Asap. Obadia con trai của Shemaya, cháu của Gala, chắc của Yeduthun. Berekia con trai của Asa, cháu của Enkana, là người ở trong làng dân Netophatit. Những kẻ canh cửa là Shalum, Akub, Tanmon, Ahiman và anh em của chúng. Shalum làm đầu.
Cho đến bây giờ, họ canh cửa đông của vua. Còn xưa, tổ tiên họ đều giữ cửa trại người Lê-vi. Sa-lum, con trai Cô-rê, cháu của Ebi-a-sáp, chắc của Cô-ra và anh em tông tộc mình. Ấy là dân Cô-rê, lo coi sóc sự phục dịch và canh giữ các cửa đền tạm. Xưa tổ phụ chúng cai quản trại của Đức Giê-hô-va và giữ cửa trại. Xưa Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa làm quan cai chúng và Đức Giê-hô-va ở với người. Sa-cha-ri, con trai Mê-sê-lê-mia là kẻ giữ cửa hội mạc. Những kẻ này đã được lựa chọn hầu canh giữ các cửa, số được 212 người. Người ta chép gia phổ họ theo các hương họ. Vua David và Samuel là đấng tiên kiến đã lập mấy người ấy trong chức của họ. Ấy vậy, chúng và con cháu của chúng đều theo ban thứ mà coi giữ các đền của Đức Giê-hô-va, tức là đền tạm. Các kẻ giữ cửa đặt ở bốn phía đền về đông, tây, nam và bắc. Các anh em chúng ở trong các làng mình phải đến từng tuần theo phiên thứ mà giúp đỡ. Còn bốn người Lê-vi làm trưởng những người canh cửa, hằng giữ chức mình và coi sóc các phòng và kho tàng trong đền của Đức Chúa Trời. Ban đêm, chúng ở xung quanh đền của Đức Chúa Trời canh giữ nó. Đến mỗi buổi sáng sớm, chúng lại lo mở cửa ra. Trong bọn chúng cũng có mấy người được chức giữ đồ khí dụng, vì các đồ ấy đem ra đem vô y theo số. Lại có kẻ khác được cắt coi sóc đồ đạc và các khí dụng tại nơi thánh, cũng lo giữ bột miến, rượu, dầu, nhũ hương và các thuốc thơm. Có mấy kẻ trong bọn con trai những thầy tế lễ chế các thứ hương hoa. Còn Mi-ti-thia người Lê-vi, con trưởng nam của Sa-lum, thuộc về dòng Cô-rê, coi sóc việc làm bánh rán trong chảo. Mấy kẻ trong vòng anh em chúng về dòng Kê-hát được chức coi về việc làm bánh trần thiết. Hễ đến ngày Sa-bát thì phải sắm cho sẵn. Đây là những người có chức hát sướng, đều làm trưởng tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền, và vì phục sự ngày và đêm nên được miễn các công việc khác. Những người ấy đều làm trưởng tộc của người Lê-vi theo dòng dõi họ và ở tại thành Jerusalem. Giê-i-ên, tổ phụ của Ga-ba-ôn, ở tại thành Ga-ba-ôn. Tên vợ người là Ma-a-ca. Con trưởng nam của người là Áp-đôn. Lại sanh Su-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, Gê-đô, A-hi-ô, Sa-cha-ri và Mít-lô. Mít-lô sanh Si-mê-am. Chúng cũng đồng ở cùng anh em mình trong thành Giê-ru-sa-lem đối mặt nhau. Nê-rơ sanh Kích, Kích sanh Sao-lơ, Sao-lơ sanh Jonathan, Man-ki-sua, Abinadab và Ết-ba-anh. Con trai Jonathan là Meri-ba-anh. Meri-ba-anh sanh Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-lét, Ta-rê-a và A-cha. A-cha sanh Gia-e-ra. Gia-e-ra sanh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Simri. Simri sanh Một-sa. Một-sa sanh Bi-nê-a. Con trai Bi-nê-a là Rê-pha-gia. Rê-pha-gia sanh Ê-lê-a-sa và Ê-lê-a-sa sanh A-sên. A-sên có 6 người con trai, tên là A-ri-kham, Bốc-ru, Ít-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia và Ha-nan. Ấy đều là con trai của A-sên. Thi Thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Chương 11. Hỡi Liban, khá mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi. Hỡi cây thông, hãy kêu la, vì cây bá hương đã ngã, những cây tốt đẹp đã bị hủy phá. Hỡi cây dẻ ở Ba-san, khá kêu la,
vì rừng rậm đã bị chặt. Có tiếng than khóc của những kẻ chăn chiên vì sự vinh hiển của chúng nó đã bị hủy phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử con vì sự kiêu ngạo của Giô-đanh đã bị tồi tàn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta phán như vậy: Hãy cho những con chiên sắp giết ăn cỏ. Những kẻ mua nó giết đi chẳng lấy làm phạm tội, còn kẻ bán thì nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen vì ta giàu có. Và trong những kẻ chăn chẳng một người nào tiếc chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta chẳng tiếc dân cư đất này nữa, nhưng này, ta sẽ phó ai nấy vào trong tay kẻ lân cận mình và trong tay vua mình. Chúng nó sẽ đánh đất và ta sẽ không giải cứu khỏi tay chúng nó đâu. Vậy ta cho những chiên sắp giết ăn cỏ là những chiên rất khốn nạn trong bầy. Đoạn ta lấy hai cây gậy, một cây gọi là tốt đẹp, một cây gọi là dây buộc, và ta cho bầy chiên ăn. Chỉ trong một tháng ta diệt mất ba kẻ chăn, vì linh hồn ta đã nhàm chúng nó và linh hồn chúng nó cũng chán ta. Ta bèn nói rằng: Ta sẽ không chăn bay. Con nào chết, chết đi. Con nào mất, mất đi. Còn những con nào sót lại thì con này ăn thịt con kia. Đoạn ta lấy gậy ta gọi là tốt đẹp mà chặt nó ra từng khúc, đặng dứt lời giao ước mà ta đã kết với hết thảy các dân. Nó bị dứt trong ngày đó. Vậy thì những con chiên rất khốn nạn trong bầy là chiên nghe theo ta, biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Ta nói cùng chúng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta gọi là dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy lấy khí vật của kẻ chăn dại dột cho ngươi. Vì này, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn trong đất này. Kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh. Song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Khốn thay cho kẻ chăn vô ích bỏ bầy mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hữu nó sẽ mù cả. Chương 12. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo thần trong mình người ta có phán như vậy: Này, ta sẽ khiến Jerusalem làm chén xây sẫm cho mọi dân chung quanh. Và khi Jerusalem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi và kẻ cưỡi nó phải điên cuồng. Ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa và đánh mỗi con ngựa của các dân cho mù đi. Bây giờ, các trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng: Những dân cư Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa. Chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh, và dân cư Jerusalem sẽ lại còn ở chỗ mình, tức là Jerusalem. Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa, hầu cho sự vinh hiển của nhà Đa-vít và sự vinh hiển của dân cư Jerusalem không dấy lên trên Giu-đa được. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem. Và trong ngày đó, kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như David. Nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước
và có sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimmon ở trong đồng bằng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Levi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ Shimei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó riêng ra. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.